FIFA E-Challenger, đại chiến sao Việt FIFA 24. Một sự kiện chưa từng có, cuộc chạm trán của những siêu sao. Cùng nhau tranh tài cho ngôi vô địch. Cùng đón xem FIFA E-Challenger, đại chiến sao Việt FIFA 24 diễn ra trong 2 ngày 25 và 27 tháng 6. Xem trực tiếp tại fanpage hoặc YouTube của EA Sports FIFA 24 Việt Nam. Chào mừng tất cả những bạn khán giả của FIFA 24 Việt Nam. Chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến chính của ngày thi đấu hôm nay, giải FIFA E-Challenger Series. Và trận đấu lúc nãy thì rõ ràng là cống hiến rất là tuyệt vời rồi bằng trận đấu sau match cuối cùng. Và cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu giữa Golden Star và team Trải Đời. Trải Đời có mặt ở loạt đấu này sau khi họ đã hạ gục Thăng Long bằng một chiến thắng 2-0 cực kỳ thuyết phục trong loạt BO3. Trong khi đó thì Golden Star họ có mặt trong trận đấu ngày hôm nay là bởi vì ở trận đấu vào ngày thứ năm họ đã để thua trước Nghệ Sĩ Nhân Dân, và Nghệ Sĩ Nhân Dân đã có mặt ở trận chung kết rồi. Bây giờ Golden Star và Trải Đời, chúng ta hãy cùng tìm ra đối thủ của Nghệ Sĩ Nhân Dân trong trận chung kết. Và ngày hôm nay thì thật sự ra rất là cảm ơn ban tổ chức, là bởi vì tuy rằng cái kết quả 2-0 thì chúng ta vẫn có thể được xem một cái trận đấu sâu mắt nữa. Như vậy là lúc nãy thì chúng ta có trận đấu Đình Trọng và Tiến Linh rồi, và trong cái cặp đấu này chắc chắn là chúng ta sẽ có thêm một cái trận đấu sâu mắt nữa, và Tiến Linh thì thêm một lần nữa được đá. Và mong rằng là anh sẽ có được kết quả tốt. Trước trận đấu thì có vẻ như Tiến Linh đang khá căng thẳng. Có lẽ Tiến Linh đang rồi, Tiến Linh rồi kìa. Chris. Trời đang mưa cho nên là Tiến Linh chạy ra ngoài lấy đồ. Và hy vọng là đội bóng của Tiến Linh sẽ không bị phơi áo giống như những cái áo của anh đang ngoài trời mưa. Rồi, mọi người đã sẵn sàng cho cặp đấu này chưa ạ? Sẵn sàng chưa? Ok, sẵn sàng. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Golden Star và Trải Đời. Xin nhắc, đội nào thắng trong cặp đấu này sẽ bước vào trận chung kết và gặp đối thủ là Nghệ Sĩ Nhân Dân. Còn đội nào thua thì chắc là ra ngoài lấy xe về. Có lẽ lúc này chỉ có mỗi chỗ của Tiến Linh là có mưa thôi. Và hy vọng là đây là một cái cơn mưa đem lại sự may mắn cho team Trải Đời, sau khi họ đã có một trận đấu rất hay trước Thăng Long. Sự ra thì ngày hôm nay team Trải Đời đã thi đấu rất là tốt. Bởi vì như lúc đầu tôi cũng đã bảo rằng là anh Varus đã có một vị huấn luyện viên mới, và huấn luyện viên này đến từ Hàn Quốc và đúng meta rồi. Nên là Trải Đời đang thi đấu cực kỳ tốt. Và như vậy tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, các cầu thủ cũng đã tiến ra sân. Có vẻ như màu áo xanh câu lạc bộ Man City vẫn thuộc về team Trải Đời, còn màu áo vàng của câu lạc bộ ABC XYZ gì đó thì thuộc về team của Vermis, Crystal Gamer cùng với Đỗ Hồng Dũng, đó là team Golden Star. Đây là đội hình xuất phát của Golden Star. Chúng ta thấy họ vẫn tin dùng Mang Lâm trong khung gỗ, vẫn là cặp trung vệ người Pháp Varane và Laporte. Ba xe mũi sát thủ trên hàng công là Son Heung-min, Crespo và Aubameyang. Chris nè, trận trước là rất thích đá Aubameyang, cứ cầm Aubameyang dắt ra cánh và cứ tạt cánh thôi. Và điều quan trọng là trong cái trận đấu trước đó thì Golden Star họ đã dùng Son Heung-min với lại Aubameyang tương đối tốt. Aubameyang và Son Heung-min đều là những cầu thủ có tốc độ rất 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 tốt, và nhất là Son Heung-min, người luôn luôn biết cách để tạo nên những cái tình huống treo bóng vào và nó cong đến mức mà vượt qua được tầm với của các trung vệ đối phương. Và bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đấu giữa Golden Star và Trải Đời. Golden Star là những người trong trang phục áo vàng, và bên phía đối diện trong màu áo của Man City chính là team Trải Đời. Đường lên bóng của Chris Van, đây là Vermis. Không, như vậy là đây là fair play. Fair play đã có một chút trục trặc gì đó, và team Golden Star chủ động xuất bóng ra ngoài để giúp cho đối phương set up lại và mọi thứ ổn hơn. Đây rồi, chắc là sẽ có tình huống trả bóng chứ nha. Đây, để xem coi. Tiến đấy, trả bóng này, Mesut chắc chắn là trả bóng rồi. Đấy, rất fair play. Đá thoải mái mà, đá vui vẻ không quạo mà.
đây là Hồng Dũng. Vermes, Chris Van đang tiếp cận gần để có thể phối hợp. Hùng Dũng, Chris Van đang ở bên cánh kìa, trước mặt là Vermes. Hùng Dũng quyết định đi bóng. Anh vẫn đang tìm kiếm những đồng đội của mình. Đường chuyền đã không đến được chân của Chris Van và bóng thuộc về quyền kiểm soát của Trái Đời. Đây là Virus. Mesut rất nỗ lực, đó là nỗ lực rất đáng khen của Vermes. Hùng Dũng, Vermes, Chris Van đang di chuyển lên phía trên, chắc chắn sẽ là một pha chồng cánh. Không, bóng được đưa vào trong. Hùng Dũng, một pha chọc khe bóng, tuy nhiên nó đã không vượt qua được sự truy cản của đối phương. Điểm đặc biệt trong trận đấu này thì trong ngày thi đấu đầu tiên, team Trẻ Đời là team mà họ vào trận đấu rất chậm. Nhưng mà trong trận đấu vừa rồi và trận đấu này thì bắt đầu họ đã nhanh hơn rất nhiều rồi. Chris Van pha mất bóng. Virus, cơ hội lấy bóng dành cho cao thủ áo xanh. Tiến Linh đang phía trong kia. Tiến Linh vẫn còn. Tiến Linh được chuyền. Virus rất nguy hiểm. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về team Trải Đời. Đúng là sau khi có sự xuất hiện của huấn luyện viên mới thì team Trải Đời là đã thi đấu tốt hơn rồi. Mesut. Đây 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 Huy ơi, Mesut. Tên là Mesut nhưng mà anh mê vẽ hơn, mê vẽ và mê phô diễn kỹ thuật hơn. Hình như là nghe đâu em trai không cùng cha mà khác mẹ với lại vận động viên múa rối nước Vodka Quang. Đây rồi, Virus. Đây là Tiến Linh. Tiến Linh cũng đã chơi rất tốt trong trận đấu 3-3 trước đó. Tiến Linh liên tục có những pha xử lý thông minh và lắc lẻo. Hùng Dũng, đây là cơ hội phản công dành cho các cầu thủ áo vàng. Vermes, cơ hội dành cho Golden Star. Vermes sẽ có một quả phạt góc dành cho đội bóng áo vàng. Vermes sẽ là người thực hiện quả phạt góc này dành cho Golden Star. Tình huống lộn xộn. Như vậy là có một quả penalty. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đúng là như vậy rồi, quyết định của trọng tài đã đưa ra. Đó là một pha phạm lỗi không bóng à Huy? Đúng là như vậy. Đó là một tình huống phạm lỗi mà chắc là Tuấn Anh cũng không biết là lý do tại sao mình phạm lỗi luôn. Và quyết định của trọng tài đưa ra rất nhanh. Ông không cần tham khảo công nghệ VAR gì cả. Và đây sẽ là một quả penalty dành cho Golden Star. Vermes đối mặt với Vermes. Tuyệt vời! 1-0 dành cho Golden Star và ghi ghi bàn dành cho họ là Hernan Crespo. Crespo cũng đã chủ động đá vào giữa khung thành, tuy nhiên cú đá của tiền đạo người Argentina là rất khó. Một sự khởi đầu như mơ dành cho những ngôi sao vàng. Nếu như tôi nhớ không nhầm, đây đã là lần thứ hai mà team Trải Đời phải trong tư thế là rượt đuổi tỷ số. Họ đang bị dẫn trước bởi Golden Star. Virus, đây là Mesut. Sau khi có được bàn thắng đầu tiên, cao thủ áo vàng đã lùi về phòng ngự với số đông. Vermes, một đường mở cánh rất thoáng dành cho Chris Van. Virus đã ập vào rất nhanh. Hùng Dũng, Vermes, một pha cài người từ phía sau rất tốt của Tiến Linh. Tuy nhiên đó là một tình huống phạm lỗi. Vermes, Chris Van, các cầu thủ Golden Star đã đẩy đội hình lên rất cao. Vermes, Hùng Dũng, chồng cánh rất hay. Chris Van đã di chuyển vào trong rồi kìa. Vermes làm gì đây? Có đến hai chiếc bóng áo xanh. Với một vận động viên thi đấu FIFA hoặc là bốn nhiều năm như là Vermes thì với những tình huống như vậy, anh không đây 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 không quá gấp. Chris không được và tắt bóng kịp thời của Virus. Mesut, Mesut và Tiến Linh rất hay. Virus đang di chuyển vào trong đi. Virus, Tiến Linh. Bên trong có Virus, có cả Mesut vào. Không được. Vẫn như vẫn còn rất nguy hiểm. Đó là cú sút thẳng của Virus. Với một cú sút như vậy thì có vẻ như doanh nhân triệu đô muốn đi tìm một quả phạt góc, nhưng điều đó là không xảy ra. Vermes. Đây là câu trả lời của Golden Star. Chris Van, bên trong là Vermes. Có đến 3-4 chiếc bóng áo xanh, có thêm một chiếc bóng áo vàng nữa. Tuy nhiên pha xử lý của Chris hơi chậm một chút và sẽ có một quả phạt góc. Hernan Crespo, ai cần cầu 3, và đây là người ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này. Một quả phạt góc dành cho Golden Star. Không được. Đã hơi khó hiểu nhỉ. Virus. Đó là một tình huống treo bóng nó không được quá kia. Cao. Một pha tắc bóng rất hay. Vermes, Hùng Dũng, Chris Van, bên trong là Hùng Dũng. Vẫn còn. Chris. Không được. Mesut. Pha xử lý rất kinh nghiệm, tuy nhiên Hùng Dũng đã bắt bài. Hùng Dũng. Bóng về chân các cầu thủ áo xanh. Vermes.
đã là thời gian bù giờ rồi. Có vẻ như 45 phút đầu tiên thì 45 phút mà team trải đời đã phải chịu tương đối nhiều khó khăn. Và tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên, Golden Star dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Didier Drogba trên chấm penalty, một tình huống mà theo như tôi nghe được trao đổi đến từ các vận động viên là bên phía team trải đời bảo rằng là team Golden Star mua trọng tài. Có lẽ là một cái tình huống cũng không thực sự rõ ràng lắm. Và cái người mà điều khiển Tuấn Anh trong cái pha bóng đó có lẽ họ cũng không có cố tình thực hiện một cái pha phạm lỗi đâu. Như đối với trọng tài thì ông có một góc đứng rất là chuẩn xác, và ông cũng đã đưa ra quyết định ngay của mình là Tuấn Anh cài người. Chúng ta thấy cũng đã có sự xuất hiện của Công Phượng rồi. Như vậy trải đời đã quyết định làm mới hàng công của mình. Xin lỗi, đúng rồi, trải đời đã quyết định làm mới hàng công của mình với rất nhiều sự thay đổi, trong đó có 3 cầu thủ thiên về tấn công. Đồng ý là như vậy. Một người vừa mới lập gia đình được vào sân. Chưa, người ta mới đính hôn rồi. Hùng Dũng này, coi lại bóng dành cho Golden Star. Bây giờ họ đang có dẫn, có lợi thế dẫn trước nên là họ không cần phải quá gấp đâu. Chris Phan, một đường chuyền rất đánh đầu. Đó là phải dứt điểm của Vermes. Nên nhớ rằng đó là pha chạm bóng của Didier Drogba, xin lỗi, là Hernan Crespo Icon, một cầu thủ có khả năng đánh đầu rất tốt. Thiến Linh, cách biệt chỉ là một bàn thắng mà thôi, đây không phải là một cách biệt đây, quá lớn đây, cho bóng đá. Đang di chuyển kìa, Mesut. Virus kìa, dưới cánh cũng được, dưới cánh có Gullit của Thiến Linh. Mesut một lần nữa, Mesut tên là Mesut mà lại không mê truyền, mê phối hợp chút nào mà lại mê kỹ thuật. Đây, Virus, bên trong là Thiến Linh, pha tắt bóng rất nhanh của Vermes. Đã có một pha va chạm rồi, tuy nhiên không có lỗi gì cả. Hùng Dũng, hay quá vậy. Quá trống, Vermes có thể tung ra luôn một cú dứt điểm nếu như muốn tạo nên một siêu phẩm chẳng hạn. Một quả phạt góc dành cho Golden Star. Vermes đã đợi một người đồng đội của mình băng lên để phối hợp. Đây, vẫn còn. Đây là Hùng Dũng, được chuyền rất dẻo. Trận đấu đang rất sôi động. Mặc dù có được bàn thắng dẫn trước, tuy nhiên Golden Star vẫn chủ động dùng ép đối phương. Họ muốn dứt điểm trận đấu ngay trong hiệp thi đấu thứ hai này. Virus, xử lý rất bình tĩnh. Bên trên là Mesut, ở trong có Thiến Linh, ở trong có Thiến Linh, có cả Virus nữa. Đây, Virus, không trên thành phố, vẫn còn, vẫn là các cầu thủ áo xanh. Mesut không có nhiều đồng đội để anh phối hợp, và Mesut đã quyết định tự đột phá trong tình huống vừa rồi. Đây là câu trả lời Vermes. Chris Van kịp không? Qua được Thiến Linh rồi, qua Mesut luôn. Qua Mesut, không qua được. Thông tin mà tôi được biết về vận động viên Chris Devil Gamer là bên ngoài khi mà anh thi đấu bóng đá sân 5 người thì anh có một kỹ thuật rất là đỉnh cao, đó là kỹ thuật gấp bóng. Nhưng ngày hôm nay anh vẫn chưa tung ra được bất kỳ tình huống gấp bóng nào cả. Chúng ta thấy mặt của Chris vẫn đang rất căng thẳng và tập trung. Đá để thắng đến từ Chris Devil Gamer. Virus, đây là Mesut. Thiến Linh, cơ hội lên bóng dành cho team trải đời. Thiến Linh đang chơi rất hay. Một pha di chuyển có phần chết choạc của Virus. Được chuyển lên, không chuẩn xác. Tuy nhiên đó vẫn là cơ hội cho Golden Star. Đây là Chris Vermes. Hùng Dũng, Chris đang di chuyển kìa. Đúng rồi, được chuyển quá sâu. Virus, không được. Vermes, vẫn là Vermes. Hùng Dũng đang chạy ở phía trên. Chris, không có lỗi việt vị. Hùng Dũng, dưới đêm Hùng Dũng. Cú đá cũng rất hùng dũng, tuy nhiên thủ thành Đặng Văn Lâm đã xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Có vẻ như là cao thủ bên phía Golden Star đã ngỡ rằng mình việt vị, nên cú dứt điểm đó vẫn chưa thực sự là chính chu, nhưng không sao, nó vẫn đem lại một quả phạt góc dành cho cao thủ áo vàng. Họ vẫn đang là người có được thế thượng phong. Tiếp tục sẽ là một quả phạt góc tiếp theo dành cho Golden Star. Xin nhắc lại là thời gian không còn quá nhiều nữa, và team trải đời cần phải làm một điều gì đó đặc biệt để có thể đưa trận đấu quay về với vạch xuất phát. Trận đấu đang trôi về những phút cuối rồi. Nhanh lên nào các chàng trai của trải đời. Cơ hội là vẫn còn. Đây, Virus, lên bóng đi nào. Mesut có đến 3 chiếc áo xanh, 4 chiếc áo xanh. Đúng rồi, Thiến Linh, không được.
Bóng lên về chân của Golden Star. Đây là Chris Van, người đang điều khiển Vũ Văn Thanh và đường chuyền dành cho lên Goretzka. Hơn là Crespo. Không bao. Đá từ khá xa của siêu tiền đạo người Argentina. Và bằng vùng lề rất đầy của Hernan Crespo, bóng chỉ chật một chút xíu thôi. Gàng tất là góc này là không thể nào chụp được nữa. Đồng ý là như vậy. Tôi vẫn hay đùa với mọi người rằng đây là góc bánh chưng, mà nó lọt vào đó thì không thể nào có thể bắt được. Nó giống như cái cách mà rạng sáng ngày hôm nay, đúng không anh nhỉ? Kevin De Bruyne là người đã tạo nên một siêu phẩm mà người ta phải rất bất ngờ. Góc bánh chưng mà vô bánh là chỉ có ăn thôi đúng không? Vô góc đó là vào góc đó là chỉ có ăn thôi. Tiếp tục là một quả phạt góc dành cho Golden Star. Đứng trước bóng là Vermes. Một pha bắt bài hay của Virus. Vẫn là Virus. Rất nỗ lực. Mesut tiến lên đang di chuyển. Phép lợi thế dành cho các cầu thủ trả đời Virus. Đối mặt. Đối mặt. Đã có một thứ phạm lỗi và đây chắc chắn sẽ là chiếc thẻ đỏ. Không còn cách nào khác. Vermes không đồng ý. Đồng ý. Không còn cách nào khác. Khi mà trận đấu đã bước sang những phút bù giờ. Đây là một sự hy sinh. Một tình huống mà các thành viên của Golden Star muốn giữ được kết quả. Và rõ ràng là bên phía trải đời đang cực kỳ bên phía trải đời lắc đầu luôn, bất lực với tình huống chơi bóng như thế này. Một pha phạm lỗi chủ đích và một chiếc thẻ đỏ, họ chấp nhận mất đi một người chơi sân. Nhưng quan trọng là họ bảo vệ được kết quả và thành quả này mà thôi. Nhưng mà quan trọng là bên phía trải đời họ cũng vui vẻ không quạo. Đang bật cam nữa chứ không bật cam lần qua xin nhẹ lỗ tai đối phương rồi. Tiến lên Mesut, cơ hội vẫn còn, cơ hội vẫn còn, rất cao, Virus không được. Vẫn còn. Như vậy là vừa lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu đầu tiên. Kết quả rất xíu sau, 1-0 dành cho Golden Star. Tính ra Effenberg và Vermes mới là người hùng. Đúng là như vậy. Với tấm thẻ đỏ, chứ nếu không là mọi chuyện sẽ rất khác, mọi chuyện sẽ không kết thúc trong 90 phút đâu. Một trận đấu hay và cũng có phần may mắn nữa từ các cầu thủ Golden Star khi họ có được một quả penalty. Quả penalty đó cũng không thực sự rõ ràng, Huy à. Đồng ý, vừa hay mà cũng vừa may. Và bên cạnh đó là việc mà Golden Star họ đã đưa ra một quyết định rất nhanh trong thoáng chốc thôi. Vermes là người đã tung ra và sạc bóng và chấp nhận hy sinh để có thể bảo vệ toàn vẹn kết quả 1-0 dành cho Golden Star. Như vậy là đúng như tôi nói ngay lúc đầu, Golden Star đến đây với giải thưởng 100 triệu đồng và họ muốn là nhà vô địch. Bất chấp cách đá như thế nào, ở đây chúng tôi không quan trọng là đá bóng như thế nào, miễn sao chúng tôi thắng là được. Vậy mà Golden Star nói lúc đầu nó kêu là đá dân văn phòng, đá dân văn phòng là đá giải, đá để lấy mồ hôi thôi, lấy sức khỏe và lấy tiền để làm từ thiện thôi. Nhưng mà họ bất chấp, nhưng mà trong bóng đá đó là những cái, thực sự đó là những cái chiến thuật luôn, rõ ràng luôn, đó là đồng chiến ý, thuật. Đồng ý. Có rất là nhiều những trận đấu mà nó cũng có kết quả xíu sau như thế này và cần những tình huống phạm lỗi như thế, cần đúng những rồi, người hy sinh để bảo vệ được toàn vẹn kết quả có lợi. Như vậy là trong trận đấu đầu tiên thì Golden Star đang vươn lên dẫn trước. Và trong trận đấu thứ hai thì Christopher Gamer cùng với Đỗ Hùng Dũng sẽ đối đầu với lại anh Hoàng Virus và Tiến Linh. Lúc nãy thì anh Hoàng Virus và Tiến Linh thì cũng đã đá trận đấu lúc nãy rồi và tôi thấy cũng tương đối là ăn khớp. Mà không biết trận đấu này thì sẽ như thế nào khi mà áp lực đến từ Golden Star là không bao giờ nhỏ cả. Đây, Tiến Linh vừa nói là mau mau đến trận đấu thứ ba đi để Tiến Linh và Hùng Dũng giải quyết ân oán với nhau. Chúng ta thấy là gương mặt của các thành viên bên phía Golden Star vẫn cực kỳ căng thẳng. Mặc dù họ đã có được chiến thắng ở trận đấu đầu tiên, nhưng mà phải công nhận là team trả đời họ đã rất tốt. Tức là họ khá ngang bằng nhau, tức là không có sự chênh lệch nhiều. Không, thực sự ra thì tôi đang nhìn vào gương mặt của anh Virus, tôi nói nhiều. Khi mà tôi thấy anh khá là căng thẳng. Vừa căng thẳng mà cứ vừa lo lắng kiểu gì ấy. Căng như và có một chút là hơi cay. Như vậy là tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta sẽ đến với trận đấu này. Trận đấu giữa Golden Star, đội bóng mang thiên hướng chơi bóng dân văn phòng, cùng với đội bóng của anh Hoàng Virus và Tiến Linh, đó là team trải đời. Trải nhiều quá nhưng mà có vẻ như họ ngày hôm nay vẫn chưa có được kết quả thực sự tốt. Chris Phan, Hùng Dũng,
Chris Dũng đang điều khiển lên Goretzka. Đó, được chuyển cho Chris Van. Pha tắc bóng rất tốt của Virus. Tôi để ý là Virus lúc nào cũng theo sát Chris Van nha. Ở trận đấu trước cũng vậy. Cứ mỗi lần mà thấy Chris Van đâu là Virus chạy lên tới đó. Hình như là họ đã có sắp xếp chiến thuật ở lượt trận này rồi. Đấy. Đó! Quá! Đó là Chris Neville Gamper. Lại tiếp tục là Crespo nó kìa Huy. Hơn là Crespo. Quá hoàn hảo trong tay của Chris Neville Gamper. Cứ tàn là vô hả? Cứ tàn là vô. Đúng là như vậy. Người chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào trong giải đấu này. Chris Neville Gamper 1-0 dành cho Golden Star. Và lại là màn tạt cánh đánh đầu. Một bài thuộc lòng của Chris. Lần thứ ba trong ngày hôm nay mà team trẻ đời phải đối mặt với việc là họ sẽ phải đeo đuổi về mặt tỷ số với Golden Star. Hùng Dũng. Chris đây Lang. Là Christopher Gamer cánh trái. Ở trong có Hùng Dũng kia, Hùng Dũng đang điều khiển Crespo kia. Chris. Đó, và Russ như thường lệ theo rất sát Chris Van. Người cướp bóng là Tiến Linh. Trước trận đấu này có vẻ như là Virus cùng với Tiến Linh cũng đã bàn bạc nhau trước là kèm cầu thủ nào với cầu thủ nào. Đúng rồi. Pha tắc bóng rất hay của Chris trong chân của Virus. Chris không được. Virus, Tiến Linh đang di chuyển. Tiến Linh không có lỗi việt vị, vẫn là Tiến Linh. Một pha băng vào rất kịp thời của Hùng Dũng. Đã có một tình huống soạt bóng rất nguy hiểm nhưng trận đấu vẫn đang được tiếp tục, lợi thế dành cho Golden Star. Sau tình huống này thì chắc chắn sẽ phải có một chiếc thẻ vàng được rút ra với hành vi vừa rồi của team trái đời. Hùng Dũng. Tốc độ trận đấu đang bắt đầu chậm lại. Golden Star họ nhận ra được rằng là đối phương đã bắt đầu quạo rồi. Tiến Linh. Rất hay, Virus. Tiến Linh, Virus. Tiến Linh đã ngay lập tức vừa mở cánh là anh di chuyển ngay lên phía trên. Tiến Linh. Bên trong đã Virus theo rất sát bởi Hùng Dũng và Chris Sang. Chris vừa làm như vậy. Sau đó là Hùng Dũng nữa. What? Chris Phan nhưng mà không có lỗi. Hùng Dũng. Có lẽ hai cú sạc vừa rồi khá đáng đó chứ. Tuy nhiên ngay lập tức Tiến Linh đã có mặt kịp thời để ngăn chặn một bàn thua trông thấy. Và ngay lập tức là câu trả lời của họ. Tuy nhiên đường truyền của Virus cho Tiến Linh lại không tìm được đến nhau. Tiếc quá. Có vẻ như Golden Star họ đang bắt đầu dạy cho team trẻ đời sạc là như thế nào cho nó chuẩn xác, cho nó hợp lý và nó chính xác. Sạc cái là ăn ngay. Virus đường mở cánh cho Tiến Linh. Chris Phan đang theo sát. Pha xử lý khá kinh nghiệm của Chris. Đây, lúc này trọng tài mới phạt nguội đây. Một chiếc thẻ vàng dành cho Emmanuel Petit. Hùng Dũng. Chris. Tiếp tục là Dũng. Chris. Chris Phan. Dũng. Chris Phan đang di chuyển lên phía trên. Hai cầu thủ áo vàng. Chris Phan. Hùng Dũng bó vào trong đi. Để Chris tạt cho. Đây. Mọi chuyện cứ để Chris lo. Hùng Dũng chỉ lo đánh đầu. Đường truyền quá xa. Tại sao không tạt cho Crespo ta? Crespo đã chờ sẵn ở phía trong. 2/3 thời gian thi đấu chính thức hiệp 1 đã trôi qua, kết quả thì vẫn như vậy. Vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Golden Star. Chris Devil Gamer. Hay quá. Hùng Dũng bên trong đã có. Nhưng đó là cú dứt điểm chứ không phải là một tình huống chờ bóng vào đến từ Đỗ Hùng Dũng. Đội bóng vàng liên tục gây áp lực. Các cầu thủ bên phía trái đời đang gồng mình chống đỡ. Chris Van. Có cảm giác là các cầu thủ vàng họ rất chắc chiêu từng cơ hội của mình có. Họ đã rất chắc ăn luôn. Đây, tiếp tục là chồng cánh và tạt cánh. Không có gì khác, chỉ có đó. Chắc chắn, Chris. Tạt đi. Hùng Dũng. Cơ hội phản công. Nhìn cho trái đời. Virus. Tiến Linh. Tiến Linh. Emmanuel Petit có lẽ không có tốc độ. Crespo. Chưa điểm đây. Không được. Pha xử lý của Chris. Một pha xử lý đầy ngẫu hứng của Christopher Gamer. Tiếp tục là Chris. Và lần này thì bóng đã đi hơi sâu. Như vậy hiệp 1 nhiều khả năng sẽ khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Golden Star. Kết quả 1-0 thì cũng là một kết quả rất xứng đáng dành cho Golden Star. Khi mà họ đã chơi rất hay và tạo ra tương đối nhiều cơ hội. Còn với phía team trải đời thì vẫn chưa thấy quá nhiều những cú sút hay là những cú dứt điểm khiến cho khung thành của đối phương chao đảo.
Chris Devil Gamer. Hùng Dũng. Tiếp tục là Chris Devil Gamer với Trần Đình Trọng. Hùng Dũng. Trọng cảm đây. Chris Phan. Ở trong là Hùng Dũng kìa. Chris. Pha đẩy bóng. Chris. Hùng Dũng. Bóng nó nằm gọn trong tay của Tiến Linh. Ném bóng lên rất nhanh cho Virus. Rất hợp lý. Tiến Linh. Kịp không? Ở trong Virus băng lên kịp không? Bên trong có Virus. Virus. Vẫn còn Tiến Linh. Ủa sao Tiến Linh không theo quả? Tiến Linh chủ động. Chủ động để lấy một quả phạt góc. Sự bàn bạc đến từ Virus và Tiến Linh. Đây là Tiến Linh. Mỗi khi mà một cầu thủ áo xanh có bóng là ngay lập tức có đến 2-3 chiếc áo vàng bao vào vây ráp. Ngoài tạt cánh đánh rầu thì team Borussia còn có chiến thuật rùi bâu nữa. Tiến Linh. Virus. Đó. Chris Phan. Đây là cơ hội phản công cho Golden Star. Tiếp tục là một pha soạt bóng, nên nhớ rằng Emre Berthi là người đã nhận chiếc thẻ vàng. Virus. Hơi chống chạy và cũng không có ai ở bên trong cả. Chèo bóng vào. Rất nỗ lực, rất nỗ lực. Tuy nhiên góc đó thì đã quá khó rồi. Tại vì bóng nó đã nằm trong vòng 5m50 rồi. Vòng đó là vòng của thủ môn. Chris Phan. Hùng Dũng. Hay quá. Qua được một người rồi. Đây, Chris. Rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Chris Phan. Và cướp bóng rất hay của Tiến Linh. Virus. Đây rồi, Tiến Linh. Tiến Linh. Cơ hội đối mặt với thủ môn. Tiến Linh. Thiên linh linh địa linh linh. Một đều hay quá. Linh linh linh. Một đều. Tiến Linh đã làm đúng với điều mà tất cả các khán giả đều mong muốn. Có lẽ như Golden Star họ đang bị một cái gọi là cái khái niệm trong đá, tức là tấn công nhiều nhưng đúng, mà không ý. Ghi được bàn thắng và ngay lập tức họ phải trả giá. Thực sự ra nói cái khái niệm nó hoa mỹ thế thôi, nó thực sự ra chính xác là nghiệp thuật đấy. Nghiệp thuật rất nhanh và ngay lập tức thì Trái Đời đã ghi được bàn thắng để đưa trận đấu quay về với mặt số phát. Bây giờ là lúc mà Tiến Linh cùng với lại Virus sẽ phải chơi bóng một cách kỹ càng hơn. Họ đã để mất bóng rất nhiều trong trận đấu này. Và nếu như vẫn như vậy thì không biết rằng họ có trụ vững được đến phút 90 hay không. Hùng Dũng, một cơ hội dành cho Golden Star. Hùng Dũng đang tìm góc để có thể chờ bóng vào. Và pha xử lý đó vẫn hơi rườm rà. Khi mà chưa tìm ra được thì ngay lập tức phía Trả Đời họ đã tìm được cách bắt bài rồi. Đây, cơ hội Virus. Không kịp với Chris. Hùng Dũng. Nhanh lên, thời gian không còn nhiều. Chris. Rất dễ hiểu khi bóng liên tục được luân chuyển ra hai bên cánh. Một bài đánh quen thuộc của Golden Star kể từ đầu giải đến giờ. Nhưng công tâm mà nói thì trong trận đấu này cũng đã có một tình huống xử lý tốt, nhưng nó không đem lại bàn thắng, là tình huống xử lý của Chris Devil Gamer với Hernan Crespo. Một pha giật bóng và tung ra một cú sút từ xa rất đẹp mắt. Lợi thế cho Trải Đời. Virus ở trong kia. Chưa điểm ngay. Còn bóng, còn bóng. Vẫn chưa được. Đã quá nhẹ của Virus. Suýt chút nữa là một cuộc ngược dòng. Tuy nhiên vẫn là các cầu thủ áo xanh. Tìm Trải Đời càng về cuối chơi càng hay. Vừa mới bảo hay xong thì mất bóng tương đối vô duyên. Và như vậy Emmanuel Berti cũng là người đã trái sau còn vô duyên hơn. Lấy bóng lại. Tiến Linh. Virus. Rất chắc chắn họ không có việc gì phải vội vàng cả. Đây, một pha chồng cánh Virus. Tiến Linh. Không bóng cầu. Cú điểm vẫn chưa được. Sự tiếc nuối là đến từ Virus và Tiến Linh nhưng không sao cả. Sẽ có một quả phản công dành từ team Trải Đời và đây sẽ là cơ hội. Bởi vì rõ ràng là team Trải Đời sau khi ghi bàn thắng thì họ đang chơi rất thăng hoa. Đá đâu? Vẫn chưa được. Bóng đi quá cao và người chạm bóng là Zinedine Zidane. Tiếp tục sẽ có một quả phạt góc dành cho team Trải Đời. Người đá phạt là Virus. Tiến Linh. Một pha lộn xộn. Không thấy gì luôn. Cuối cùng bóng nó được phá lên rất nhanh. Chỉ có một chiếc áo vàng, hai chiếc áo vàng. Tuy nhiên nó vẫn đủ để làm một pha phản công. Hơi gấp gáp đến từ Crystal Gamer. Pha đó thì để Hùng Dũng thoát ra sự kẹp cặp thì mới nên chuyền. Một chuyền bóng như vậy thì tương đối khó để Hùng Dũng tạo nên những sự bất ngờ. Như vậy là vừa lúc này thì trận đấu cũng đã chính thức được khép lại. Chúng ta sẽ phải đến với hiệp phụ. Và biết đâu chừng sẽ là loạt sút luân lưu cơn não. Và như vậy vừa mới bắt đầu hiệp phụ thôi thì cả hai bên đều đưa ra những quyết định thay đổi người, chiến thuật và cũng như
là thay đổi một số vấn đề chắc có thể là liên quan đến tâm linh, ví dụ như là sửa vị trí bàn phím lau tay cầm để có thể chuẩn bị cho hiệp phụ đầu tiên, hoặc có thể là ra phơi đồ lại. hết mưa rồi ra phơi đồ rồi. Lại đi ơi. Tiến lên nào. Vâng, chúng ta đến với hiệp phụ ngay bây giờ. Chúng ta thấy có sự xuất hiện của Kylian Mbappe, đó sẽ là tốc độ từ hai bên cánh. Lúc nào thì chúng ta cũng thấy gương mặt của anh Virus rất là chậm tư và tương đối là tập trung, bởi vì nếu như anh thua thì không còn gì nữa cả, ngoài việc anh bảo ra là có rất là nhiều tiền ra để mời hết huấn luyện viên này đến huấn luyện viên nọ ra mà kết quả không được, rõ ràng là nó hơi kỳ một chút. Virus, cơ hội lại bóng dành cho team trải đời, tiến lên với Luis Figo, người có khả năng chèo bóng vào rất tốt. Luis Figo chạm bóng vào, đến đâu không được, có thể xuất xa. Emmanuel Berti, bóng đã chạm vào một cầu thủ áo vàng và bằng cái đầu đó bóng đã quay trở về với Golden Star. Có lẽ sau hiệp 2 vừa rồi, các cầu thủ trải đời đã lấy ra được sự hưng phấn của mình, họ đang nhập cuộc cực kỳ tự tin trong tình huống này. Đây, cơ hội trong tình huống vừa rồi, Chris điều khiển Hùng Dũng, người ghi bàn là Hùng Dũng, không biết Hùng Dũng trên sân có ăn mừng dễ thương và điên cuồng giống như vậy không. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng ở thời khắc này. Chúng ta hãy xem đường truyền rất nhanh của Crespo dành cho Hùng Dũng. Vậy có vẻ như những nhận định của anh Nhân đã lọt đến tay của Crespo Gamer cùng với Hùng Dũng, khi mà anh Nhân bảo rằng là Golden Star chỉ biết ta cánh đánh đầu thôi. Họ vừa mới cho chúng ta thấy một tình huống phối hợp chuẩn với lại Premier League luôn đó. Đây, trận đấu sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều đây. Dứt điểm, không vào. Cú sút bóng rất táo bạo của Tiến Linh, tương đối ảo. Đây sẽ là một quả phạt góc dành cho team trải đời. Lần này thì nó đi hơi sâu và nó cũng vừa tầm để thủ thành Đặng Văn Lâm lao ra bóng bóng. Không việc gì phải vội vàng cả, rất từ tốn. Virus, Tiến Linh, Virus, không có cầu thủ nào ở cắm để phối hợp cả. Bóng về với Golden Star. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu hiệp phụ thứ hai. Tỷ số đang là 2-1 nhưng về phía Golden Star với Chris và Hùng Dũng. Chúng ta thấy gương mặt của Tiến Linh có vẻ đã căng thẳng hơn nhiều rồi, không còn thoải mái như hiệp 2 vừa rồi. Hiệp 2 vừa rồi phải nói là trải đời chơi rất máu lửa luôn. Căng thẳng cũng là điều hiển nhiên thôi, bởi vì thua trận đấu này thì họ sẽ phải ngồi xem, mà anh Virus thì không muốn điều đó xảy ra, nên là đồng nghĩa với việc Tiến Linh cũng nên căng thẳng một chút. Tiến Linh không cần nhanh đâu, bởi vì muốn nhanh thì phải từ từ cơ mà. Và pha chuyền bóng của Virus đã giúp cho Golden Star có được một lợi thế. Phải ném biên rất khó hiểu. Đây là Chris. Chris với Mbappe. Ngoáy hơi nhiều đấy, ngoáy nhiều quá. Ngay lập tức Virus đã phá bóng lên trên. Tuy nhiên bóng vẫn trong chân các cầu thủ áo vàng. Đây là Chris, Hùng Dũng. Chris đi xuống cánh đi, đó ra cánh liền. Bên đây có nhiều đây bài thôi, đó trong cánh nè, đi nè, hay quá, thủ đoạn xử lý tốt của Hùng Dũng. Ở trong có Mbappe của Chris kìa, và cắt bóng rất hay của Tiến Linh. Virus, Tiến Linh, Virus, Tiến Linh đang di chuyển ở phía trên kìa, đó Virus không qua được Chris Phan. Thời gian là vẫn còn rất nhiều. Nhiều đâu, còn có 1 phút. Đồng ý là còn rất nhiều theo mặt lý thuyết mà thôi, nhưng mà cơ hội vẫn đang thuộc về Golden Star. Christopher Gamer sút cầu may à? Không, với gương mặt này thì tôi đoán mạnh dạng là bấm nhầm nút thôi. Và như vậy là Golden Star cũng đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Như vậy là với hai chiến thắng, có thể nói là khá vất vả đó. Thì cuối cùng thì Golden Star đã có được hai chiến thắng sau hai lượt trận, và họ sẽ là những người bước vào trận chung kết của giải đấu để gặp nghị sĩ nhân dân. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta sẽ vẫn còn là một trận showmatch, trận đấu giao hữu giữa hai thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam, đó là Hùng Dũng và Tiến Linh. Như vậy rõ ràng là khi mà đến với trận đấu showmatch này thôi thì chúng ta quên đi những kết quả vừa rồi. Tôi muốn hỏi anh Nhân một chút là không biết anh cảm giác như thế nào về lối chơi của Tiến Linh và lối chơi của đội Hùng Dũng trong một cái trận đấu 1-1 nha. Ở cái cặp đấu trước á, tôi quan sát Tiến Linh rất là kỹ. Tiến Linh á là một cầu thủ thi đấu rất là thích rê dắt,
kỹ thuật, xử lý kỹ thuật nhiều. Còn ở trận đấu trước thì Đình Trọng là đá đơn giản. Tuy nhiên mà đây là một trận đấu mà tôi nghĩ là sẽ rất là cân bằng. Khi mà Tiến Linh á, qua cái ngày thi đấu đầu tiên và so với ngày thi đấu hôm nay á, thì ngày hôm nay Tiến Linh đã chơi tốt hơn rất là nhiều so với ngày thi đấu hôm thứ năm. Đồng ý là như vậy. Nhưng trong một cái trận đấu mà khi mà tâm lý nó thoải mái như này thì biết đâu chừng Tiến Linh sẽ vượt qua được Đỗ Hùng Dũng thì sao? Đây là rõ ràng bây giờ thì Tiến Linh cũng đâu còn mục tiêu gì nữa đâu. Chỉ còn mục tiêu là lấy đồ ra phơi lại bởi vì trời sắp hết mưa thôi. Tiến Linh đó là rất chờ trận đấu này luôn, rất chờ luôn. Tại vì trước khi mà cặp đấu này diễn ra, Tiến Linh đã nói là nhanh lên, tới trận đấu thứ ba đi để cho hai tụi tôi giải quyết ân oán với nhau. Đó. Và đây là lúc mà Tiến Linh sẽ giải quyết ân oán với lại Hùng Dũng. Vâng, vẻ mặt của anh tươi lên lập tức. Thua hai trận đầu, không biết buồn vui sao nhưng mà tới trận này là vui liền. Vâng, chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu. Chúng ta sẽ đến ngay với trận showmatch giữa Golden Star với Đỗ Hùng Dũng và Trải Đời với Tiến Linh. Cái này Tiến Linh chỉ hat-trick nha. Tiến Linh và ghi bàn vào lưới là đúng đội bóng của Tiến Linh luôn đây này. Có vẻ như trận đấu này Tiến Linh cùng với Đỗ Hùng Dũng tương đối là tập trung. Zinedine Zidane. Ôi, không được. Cái gì? Ôi. Đá phối hợp kiểu Hà Nội à. Tiến Linh quạo nha. Có vẻ hơi quạo. Hà Nội đâu có tặng Canada đâu. Thì nó ta ra đâu mà lo thế. Chứ gì nó dọa mình rồi, sợ thật. Chút đấy, ông chút đấy, ông chút đấy. Ông chút đấy. Cơ hội dành cho Đỗ Hùng Dũng. Ui. Trời ơi. Không. Ủa, ủa thế. Ok. Đội bạn có Nguyễn Trung Đại Dương ở trên trên tiền đạo à? Nghĩ thế nhỉ? Trung Đại Dương. Sao Đại Dương rồi? Nguyễn Trung Đại Dương là cầu thủ thi đấu đâu? Đại V-League. Harald Crespo. Đi đâu? Đi đâu? Đúng rồi. Đi đâu? Đi đâu? Là còn mà đi mà đi Mario à? Ôi! Mario! Mario kinh đấy! Ôi! Tiến Linh cần phải có sự tập trung nhiều hơn. Bởi vì anh vẫn chưa tạo ra bất kỳ một cơ hội nguy hiểm nào cả. Không được. Phòng ngự rất chắc chắn đến từ Đỗ Hùng Dũng. Ngoài đời thì Đỗ Hùng Dũng thi đấu ở vị trí tấn công nhiều hơn. Nhưng mà trong FIFA Play 4 thì kinh nghiệm phòng ngự của anh là rất tốt. Mbappe. Cơ hội dành cho Đỗ Hùng Dũng. Chứ đây em biết nhưng mà cầu thủ trong sân có biết đâu. Em phải thông tin vào cho các bạn ấy là chuyên đến đấy. Tiến Linh kêu là biết ngay mà. Tiến Linh biết là sẽ sút tất cả nhưng mà anh bất lực và chấp nhận vào lưới nhặt bóng. Nhưng mà không sao cả, thời gian vẫn còn cơ mà. Đây đâu phải là lần đầu tiên mà Tiến Linh vào lưới nhặt bóng đâu. Ngày hôm nay anh vào lưới nhặt bóng tương đối là nhiều rồi. Giáo sư đâu, đây là Golden Star mà. Golden Star mà thiếu đọc là giáo sư. Chán thiệt. Người ta đá gần hết giải rồi còn kêu đội này đội giáo sư. Mình nên tổ phối hợp với nhau. Ghét nhất mấy ông đầu hỏi. Ai hỏi đâu? Đâu? Zidane hả? Ôi. Wow, cao thế. Tiến Linh đuổi bóng đi, Tiến Linh. Hai game thủ là rất tập trung. Chỉ còn lại tiếng lách cách của bàn phím. Này, Tiến Linh này. Tiến Linh có làm được việc không? Cho đã bị bây giờ. Vẫn đang là cơ hội dành cho trên Star. Này. Bàn thứ hai. Tiến Linh khỏe phết đấy em khỏe cực, em trong game khỏe này em đè Văn Thanh này. Ui, không, trong game khỏe mà. Tụi em đè Văn Hậu ngã kìa, Văn Hậu của này. Đi ra ngoài em đè thấy chưa? Em thì ra em phải sang nước Anh. Em phải sang ngoại hạng Anh. À. Em đè được cả Văn Hậu. Yeah. Mình hết động lực rồi sao ta? Đi tìm nơi đâu để có động lực cho Tiến Linh đây khi mà con số 0 chồng chính là những gì chúng ta đang được nhìn thấy. Bên này Tiến Linh authentic à, bên kia Tiến Linh fake hay sao á? Tiến Linh authentic, Tiến Linh fake. Vì
gì mạnh chưa? Oa. Ông nào nhúng trong game chán. Ông nào vừa kêu không nhúng trong game chán gì? Đây rồi. Thấy không? Hùng Dũng khi mà khán giả và xem Hùng Dũng nói trên sân thì anh rất là trầm tĩnh và rất ít nói. Đúng, nhưng mà khi mà xem FIFA Online cũng mới thấy Hùng Dũng bạo mạng rồi. Ngày hôm qua, ngày hôm kia có một người tương tự như thế mà Văn Toàn đấy, thường đá ít nói lắm. Mà mở FIFA lên. Lao lên. Cố. Trời ơi. Đây rồi. Tiến Linh điều khiển Tiến Linh. Và Tiến Linh đã. Trời ơi, sao khay hay thế? Hùng Dũng chọc khay hay thế? Tỷ số. Tiến Linh thì chuyện hay. Giờ đấy trận đấu đang được diễn ra rất căng thẳng, cách biệt đã giảm đá hơi cuốn theo lối chơi của đội bạn, vẫn đang là một bàn thắng thôi, hơi bánh cuốn tí. Đấy, bắt đầu đấy, bắt đầu tại Canada đấy. Rất tốt. Tiến Linh này, tiến phải thất trùng chứ. Còn thì đâu Linh? Ô, lắc bài chưa? Lúc này thì như là tôi bảo là đồng lực cái sao với sầu. Bây giờ chỉ biết cười mà thôi, Hùng Dũng chơi áp đảo quá. Ôi giời ơi. Một SK. Để cái bắt đường trên được đi. Đá sút này. Chơi thế này thì sau này gã kèo Tiến Linh đá này. Chúng ta quý gì chắc là chúng ta cân nhắc này. Thì đó, nãy Hùng Dũng nói đó, cho mấy Tiến Linh mới là Tiến Linh. Wow, Tiến Linh thiệt. Còn Tiến Linh tích là Tiến Linh fake. Nguyễn Trung Đại Dương. Nguyễn Trung Đại Dương à, Nguyễn Trung Đại Dương. Dương Trung Đại Dương là cầu thủ thi đấu bên phía BKM Bình Dương. Bỏ đi Mario ra. V-League. Phải gì cha. Một phát ra ngoài. Tiến Linh kìa. V-League khá là nhiều. Tiến Linh bất ngờ. Tôi là chắc chắn. Nhìn như không hợp lên chưa là. Ơi, Tiến Linh kìa. Anh trọng tài nhanh nhanh cho nhanh nhanh lên tí, Hồng Linh nó sốt ruột. Hạn chế cho những xem những cái hình ảnh không cần thiết này. Sốt ruột quá. Khi mà thắng rồi thì người ta nói mau chóng đưa các cầu thủ trở lại, cầu thủ các cầu thủ không được nghỉ đâu, không được nghỉ giữa hiệp đâu. Dũng gáy, Dũng gáy. Đúng là một Dũng quá khác so với trên sân cỏ mà chúng ta biết. Zidane đuổi đi. Chưa bao giờ Đình Trọng đá bị phải. À, Tiến Linh này. Xoay con pa luôn. À, Đình Trọng kìa. Dương ơi, chạy đi. Đình à? Linh ơi. Đi bị đánh xuống kìa. Ôi, không kìa. Đùa với Hùng Dũng à? À, trời ơi. Từ trước. Việt vị em. Mình có đá sân 7 đâu em. Mình có đá Volta đâu. Mình đây mình đá sân to mà. Phút đầu tiên của hiệp hai trận đấu này thì Phan Thanh đùi to, tương đối là căng thẳng rồi, cách biệt là hai bàn và Tiến Linh thì vẫn chưa có bóng. Effenberg, Goretzka, Tarong, Tarong, Đình Trọng độc lập Tarong, chưa cần gì nữa, khó thế mà em cũng biết, ui trời ơi, rồi ơi, tập trung nào, đó bàn thắng thứ tư qua hải à? Đúng rồi. À. Ôi trời. Rút ba kìa. Lại Tiến Linh đây rồi. Linh rồi. Tiến Linh đây rồi. Sút chán thế, anh thề luôn, Tiến Linh sút chán thật đấy. Chán thì ông sút như thế luôn. Lại vừa thật vừa báo Tiến Linh out thêm tất sao vậy chứ. Cái rồi mà đá không ăn. Cái nhưng mà góc hẹp. Tiến Linh trong đây là Tiến Linh nó hàng thiệt. Sút mặt chín rồi sút chán. Sút không vào. Này nha, bảo như thế thì Tiến Linh đâu thương tích quay. Ôi, trở lại ngồi vào ghế thì nó khác đấy. Chân mình cứ rồi Hùng Dũng. Phải xử lý trong tay của Tiến Linh nhưng mà không thấy Tiến Linh nói gì cả. Rồi là tôi bảo ui Tiến Linh này. Tiến Linh chạy này. Sau đó là Hùng Dũng này chắc là phải thay ra ngoài. Nào. Đây rồi Tiến Linh này. Đấy. Cơ hội dành cho Hùng Dũng này. Hay quá. Chán thật xử lý bóng Tiến Linh rồi. Mình cay Tiến Linh thế. Mình hình như là đúng là cố ý là điều khiển Tiến Linh xong rồi đá chúi xong rồi tù á xong bắt đầu Hà Đức Trinh trong game thì thay luôn đấy. Vãi ngày có Hà Đức Trinh trong game là thay luôn. Ấy Hùng Dũng này Hùng Dũng mặc áo đỏ này chết rồi thua. Ui
Đấy, cầu thủ mình ngã hết rồi kia đây. Toàn đấy. Đấy đấy các em. An toàn à? An toàn đang ở Gia Lai cơ. Đá xấu chứ. Đá có cái gì đâu, trọng tài kìa. Bắt đầu thiên vị rồi đấy, bắt đầu là đá bắt chênh lệch rồi đấy. Bắt đầu thiên vị rồi đấy. Ây. Hay quá. Đây sẽ là cơ hội dành cho Tiến Linh. Văn Toàn bình tĩnh nào, Tiến Linh đây. Đúng rồi, chuyện này đã đúng quá. Ô đấy ơi, sút nào. Rồi 3-2 rồi. Ây da. Chào nhận mừng Balotelli à. Ghét nhất là ai đầu hỏi. Và ghét của nào thì chờ chờ của đấy thôi. Và đây là cái kết. 2-3 có cơ hội, cố lên Tiến Linh ơi. Trong cabin bình luận chúng tôi tin Tiến Linh sẽ làm được điều đặc biệt. Thế mà căng quá. Giãn ra một chút nào và cố lên. Rồi. Ui giời ơi. Thôi. Này bắt đầu vào form này, Tiến Linh authentic này. Ui chết bóng quá. Và chỉ bóng hơi non của Quang Hải. Bức tường. Goreska. Và đây là đợt lên bóng của Đỗ Hùng Dũng. Tiến Linh nào. Hùng Dũng điều khiển. Hùng Dũng đặt đi, đi Mario ở trong kìa. Ui Quang Hải kìa. Nghi đuổi Quang Hải à. Ê anh gì đấy. Sân trơn quá em ạ. Sân trơn quá. Sân trơn đấy còn của anh cả chứ. Anh ngờ đắng mà kìa sân trơn. Ở đây nghỉ nha. Bình tĩnh nào. Ôi giời, sân trơn quá. Sân trơn thế. Tỉnh trọng. Sân trơn. Tỉnh trọng đá thế không được. Trọng thôi em bình tĩnh thôi. Không có gì đâu giờ. Ôi đá bình tĩnh thôi em. Không có gì cả. Đấy trọng tài ra cái nhỏ. Đá bình tĩnh thôi. Đá bình tĩnh thôi. Đá bình tĩnh lại biết chưa. Ui đá cho mày chủ nhi mấy đi. Ôi ấy quá. Và sau đi đinh nhựa đây, à quên đi đinh đinh răm thôi nhá, đừng đi đinh cao. Từ đá mới giống mình xuống nhiều quá. Quá khó chịu. Anh nội nhớ mẹ có ông nào đá xấu chứ không? Tiến Linh quạo kêu đá xuống rồi. Không, thực sự là tôi vẫn đang có cảm giác rằng là Tiến Linh sẽ đi được bàn thắng gỡ hòa. Tôi vẫn đang có cảm giác đó. Mà cảm giác của tôi thì chắc sẽ đúng. Bởi vì mọi người vẫn đang mong chờ một trận đấu căng thẳng hơn. Đi đẹp rồi mà. Hiểu lên rồi. Cô bị bỏ hắn kìa. Đầu hỏi. Ôi trời ơi. Chính bạn. Trong cái tổ câu giờ hả? Trong cái tổ câu giờ hả? Cảm giác của tôi chưa bao giờ sai. Hay quá lên ơi. Hay quá lên ơi. Lại bị quá hắn lại đi không? Ôi. Dạ quá yêu. Hai lần ghi bàn và lần này thì đã giúp cho Tiến Linh đưa trận đấu mình về với phần xuất phát. Trận đấu quá căng thẳng. Biết ngay là đầu hỏi là ghi bàn. Đã hiệp phụ kìa. Đó. Hùng Dũng là khẩu nghiệp là ngay lập tức là bị quật liền. Đây phụ đây. Ghét đầu hói. Nhưng mà mình nhiều cơ hội nhưng mà lỡ thế. Để nó Tiến Linh đứng hay Zidane đó nha. Ủa, chết chờ. Có bị chấn thương hay gì đứng hay Zidane đó. Ui giời, cái ông Tiến Linh thay. Như vậy là thực sự đó. Không á, đầu tiên đến bây giờ chuyển, rồi. Lúc đầu chuyền bóng lên thì cái ok lắm. Giờ lại cái thay. Đó ông Dũng quyết định thay Tiến Linh. Tiến Linh cộng 8 ra ngoài. Mà không biết là cho ai vào đây. Từ hàng Âu thành hàng fake. Trong thời gian này thì chúng ta nhìn vào gương mặt của Tiến Linh thì cũng đang tương đối là tập trung. Tiến Linh có cái giường Doraemon dễ thương quá kìa. Để về mua cái ra giống của Tiến Linh. Dễ thương quá. Thay gì thôi. Chưa. Thay một Tiến Linh thì mình ghét Tiến Linh rồi. Thay ra thôi. Tiến Linh cũng đã sẵn sàng rồi. Mình không có ai để mình thay được Tăng Hùng Dũng nhưng không thay rồi. Như vậy là Văn Toàn là người vào sân. Văn Toàn. Anh chính ra là mình đánh giá Văn Toàn thấp nhất. Người đang chờ đợi trong trận đấu sau đây. Đã được cho vào sân rồi. Một trận đấu rất hấp dẫn khi mà đã có 6 bàn thắng được ghi. Hernan Crespo. Cho đi lại quay về. Thăng này. FNB. Quay về. Cơ hội lên bóng dành cho Đỗ Hùng Dũng. Quá bình tĩnh đến từ Đỗ Hùng Dũng. Chuyển qua chuyển lại. Crespo. Crespo ở đây rồi. Hay quá. Pha bóc bài tốt của Van Dai trong tay của Tiến Linh. Quang Hải. Đang được đào hưng phấn này. Tiến Linh. Tiến Linh chuyển Tiến Linh. Đẩy bóng hơi dài. Công kênh quá. Công kênh quá. Tự nói Tiến Linh cũng đã tự đánh giá mình là một công kênh. Phá xử lý tương đối công kênh. Ui Văn Toàn chết rồi. Văn Toàn bị làm sao này. Chết hỏng 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 hỏng. Hỏng hỏng hỏng. Mình thay nhầm Văn Toàn là sân. Ui Dũng thẻ vàng là vào bóng chậm em. Yeah.
Văn Toàn chạy chậm thiệt ha. Hay quá. Vẫn là Tiến Linh à. Đó. Đây đây. Hay có Tiến Linh à. Sút luôn. Vẫn chưa được. Có Tiến Linh à. Một đường chuyền về gôn quá nguy hiểm. Lại cả một điều đấy. Quá sở trường á. Ngoài việc là vận động viên thi đấu trong trận đấu này là hết đấy, Văn Toàn này hay phết. Cùng Dũng cũng đang hay phết rồi bắt đầu rồi ta. Trọng tài cả. Và chuyền bóng về. Tiến Linh nó trở về cho đúng không? Tương đối nguy hiểm. Không coi hàng này đá penalty mới vui. Đúng đồng ý là như vậy. Đang chờ penalty. Nhưng mà cuộc chiến về tâm lý thì Đỗ Hồng Dũng và đang hơn. Tiến Linh tương đối ít nói. Tâm lý là tâm linh nữa. Hồng Dũng có chỉ số ẩn nỗ lực đến cùng ấy nhá. À, càng về cuối càng khỏe nhá. Để đúng xem nào. Em thấy thể lực là kêu Viva mút tem rồi sao? Thể lực có tụt đâu. Ui Văn Toàn này. Đi thôi đấy. Đội bạn chưa động vào người đã chuẩn bị té. Hồng Dũng rất bình tĩnh đến từ các cầu thủ áo vàng. Em phải bác. Một trận đấu sâu mắt thôi. Ôi đá thằng cái phần bác. Diễn ra quá căng. Đây rồi, cơ hội. Thôi rồi. Tiến lên này. Lên đây. 2 đánh 2. Thôi nha Linh nhá. Ôi. Em chỉ cần đẩy dài là hết sức là chẳng nói. Không hết sức đâu mà anh. Tắc Linh ngay, còn đấy lỡ có qua thì bóng đi người ở lại ngay đấy. Anh nhớ Hà Nội đã có xấu thế đâu. Em nói thật. Nào, Văn Toàn một cơ hội cuối cùng. Khá bức xúc. Khá bức xúc. Sau pha xoạc vừa rồi. Thôi nhá Linh nhá. Góc đây thì 80 năm nữa. Tiến Linh kêu là góc đó là phải 80 năm nữa đã. Được. Quên đi nhà Văn Đức vào sân. Có vẻ như sau hiệp phụ đầu tiên thì tỷ số vẫn đang được giữ nguyên. Rất ui penalty. Trời ơi mình 3-1 rồi để hòa. Ba điều trận thì qua háng rồi đấy. Chấp nhận bây giờ. Xử lý quá hay quá. Giải quyết trận penalty thì nó sẽ căng thẳng hơn rất nhiều. Loạt sút luôn luôn này Văn Thanh ở vị trí số 5 luôn lại Tiến Linh mà cả khía lẫn nhau vừa đá vừa cả khía nó mới vui đây chắc chắn rồi à đó trước đây này xem nào anh đá đúng không sẽ là người thực hiện quá penalty đầu tiên nhẹ nhàng này thôi bắt làm sao được mình sút lắm bố vào đầu chim sẻ sút rất căng đúng rồi chứ. Đây, đây, chính Hùng Dũng là người thực hiện. Chắc chắn lắm. Cái à, Tiến Linh rồi, Tiến Linh rồi. Căng ăn lắm, ngoài đời sao trong game như thế thôi. Ok, ok, ủi Văn Toàn, Văn Toàn đã bên ti kém lắm. Lại càng khi một đồng hồ khác. Chắc ăn ghê. Căng ăn lắm. Biết là Văn Toàn kém rồi. Là gì đang đổ hỏi thứ ba à, gì đang đổ hỏi. Nhìn xem, vẫn đó. Cũng là một người có kinh nghiệm trong những loạt sút lung lưu cân đảo. Thôi, Văn Lâm mặc áo rộng quá, tỏ lách. Tỏ gì cho thề đấy. Vẫn góc đó. Vẫn góc đó cơ. Bốn đều rồi. Vũ Văn Thanh trong tay của Đỗ Hồng Dũng. Văn Thanh, Văn Thanh. Panenka này. Panenka đi. Ôi đâu Dũng thôi thôi. Chỉ có tôi mới hiểu ông thôi. Chỉ có tôi mới hiểu ông thôi. Chỉ có tôi hiểu. Anh như là mình, anh chỉ có tôi hiểu ông thôi đúng không? Hùng Dũng đá thì chỉ có Hùng Dũng bắt được rồi. Không, không, đây không phải tôi, đây không phải tôi. Đá bên tin trượt đấy không phải tôi. Ngay cái trái quyết định nó lại sắp hình. Tôi là người đá Panenka cơ. Người ta gọi đây là định mệnh, đúng không anh em? Định mệnh, định mệnh. Nợ thêm nợ. Nợ thêm nợ, đây là gì đó? Thua thì chịu. Tập này cười quá. Gì nữa đâu. Chỉ có tôi mới là tôi. Nó khủng trong đá phải làm. Ác thật. Quá mạnh. Nghe là xếp xếp ác thật. Xếp xếp ác thật. Mệt quá. Quá mệt. Một cười nhiều quá. Cười nhiều quá. Uống nước, uống nước. Ủa, uống tiếp nước, uống tiếp nước. Ủa, tiếp nước, tiếp nước càm ngay, tiếp nước càm ngay. Và trận đấu vừa rồi cũng đã là một cái lời chia tay rất là ngọt ngào và cũng là rất là vui đến từ team Trải Đời với lại Tiến Linh.
Thì trước khi mà chia tay tạm biệt giải đấu thì Tiến Linh có đôi lời gì muốn nhắn nhủ với lại khán giả của FIFA Online 4 không ạ? Xin chúc cho FIFA Online 4 thì luôn luôn tổ chức thật nhiều giải đấu để có thể cho thật nhiều huấn luyện viên có thể tham gia, cũng như là các game thủ cũng như là các cầu thủ có thể tham gia được rất là nhiều các giải đấu nhiều hơn nữa để có thể giao lưu cùng các huấn luyện viên khác. Rồi, cảm ơn Tiến Linh rất nhiều và cũng cảm ơn team Trả Đời. Nhân tiện là mình rất thích cái giường của Tiến Linh, cái giường Doraemon xinh quá. Như vậy đó cũng là tất cả những gì diễn ra trong cái trận đấu show match này. Rất hay, nó có đến 6 bàn thắng và tất cả mọi thứ đều được giải quyết ở trên loạt sút Lulu Cân Đạo. Và trên màn hình của chúng ta đang là cái mã code của trận đấu này. Có thể các huấn luyện viên có thể nhập code ở website football.f4.garena.vn. Và rõ ràng đây là một trận đấu mà chắc chắn rằng tôi với anh Nhân cực kỳ hài lòng. Đầu tiên nhiều bàn thắng, thứ hai là giải quyết trên chấm penalty. Và cái điểm nhấn duy nhất trên chấm penalty là người ta được thấy rằng Hùng Dũng rất hiểu Hùng Dũng. Và một cái nữa khi mà hay ho của giải đấu này, tức là họ thấy được một cái mặt khác của những cầu thủ mà họ thường theo dõi trên TV. Tức là họ trên sân thì họ rất là tập trung, rất là trầm lặng, ít nói. Nhưng mà khi mà lên đấu trường FIFA Online 4, họ như một con người khác. Họ sống thật với chính mình hơn. Vâng, như vậy là Golden Star sẽ có mặt ở trận chung kết gặp Nghệ Sĩ Nhân Dân để tìm ra chủ nhân của giải thưởng 100 triệu đồng. Và phần thưởng này hoàn toàn sẽ được dùng cho mục đích từ thiện. Và trận đấu chung kết sẽ đến sau ít phút nữa. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Quý vị đừng chuyển kênh nhé.